Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách nọc chân vịt nhé. Trước thì mình có cái video nọc chân gà rồi, nhưng mà nọc chân vịt thì nó sẽ khác với nọc chân gà, và mỗi người có một cái cách nọc khác nhau. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cách nọc chân vịt. Trước tiên thì mình dùng một cái kéo, mình cắt bỏ cái phần này cho nó dễ nọc. Bây giờ mình sẽ nọc nhé. Mình sẽ để cái chân úp xuống, để úp xuống dưới nhé. Đấy, ở cái khớp của cuối cùng của cái ngón chân thì nó có một cái khớp đây, thì mình khứa vào đây. Mình dùng một con dao nhọn nhé, dao nhỏ nhé. Đấy, khứa như thế này. Và ngón nào cũng thế, mình sẽ đưa lên, đưa sát xương lên này. Đấy. À, giới thiệu các bạn là các bạn nọc như này thì các bạn nên để cái chân nó khô ráo một chút thì nọc nó không bị trơn nhé, và nên dùng một cái găng tay sạch. Chứ còn nếu như mà không có găng tay thì các bạn nọc cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ mất thời gian hơn là trơn, bởi vì cái nọc cái chân gà chân vịt nó hay ra nhựa. Đấy, mình sẽ đi sát xương này. Đấy, đấy, vậy là xong được một cái ngón, đến ngón thứ hai. Đấy, cùng cái phần này mình đưa. Đấy, các bạn cứ đưa sát xương là được. Đấy, và đến ngón thứ ba, cứ cái khớp cuối cùng là mình ấy thôi. Đấy, ok. Sau khi xong rồi thì mình sẽ cầm cả ba cái nhá, mình vào cái chỗ này, tại vì là cái ngón dài ngón ngắn thì mình phải từng cái. Và bây giờ xong ba ngón rồi thì mình sẽ đưa sát rồi, đi sát nhé. Các bạn cố gắng làm sao để cho cái lưỡi dao nó khứa về đằng này nhiều thì mình nó không bị mất cái phần thịt nhiều. Đấy. Đến đây rồi thì các bạn không đứt, không để đứt nhá, mà để như này, để mình lấy cái mình giật cả hai cái cho liền nhau. Đấy, và sau đó thì mình sẽ để ngửa ra cái này. Đấy. Và ở đây thì nó có một cái, cũng có ba cái khớp thì mình cũng lấy từng khớp một này. Đấy, một cái khớp này, cái thứ hai này. Đấy, cái thứ ba này. Sau ba cái khớp rồi thì mình sẽ khứa một tí để cho nó hết cái gân này, và bỏ dao ra, kéo cái phần da này ra. Đấy, và bây giờ mình sẽ giật, giật đây thì rất là nhẹ thôi. Đấy, sẽ được cái xương này. Đấy, sau khi bỏ được cái xương chính rồi thì bây giờ mình sẽ đi từng ngón. Ở đây thì nó có, lúc nãy mình khứa cái khớp cuối cùng thì còn một cái khớp này, mình sẽ nốt cái khớp này nó bỏ đi. Đấy, xong này, xong này, xong này, xong rồi chỉ còn ba cái này thôi, mình ngửa lên. Bao giờ cũng mình cũng ấy ngửa lên nhá thì nó sẽ dễ này. Đấy, một này, hai này, ba này. Đấy, vậy là xong cái chân vịt rút xương rồi. Đấy, nó sẽ được cái chân như này. Tiếp tục cái thứ hai thì các bạn cứ nhìn thấy nha, đây mình lấy cái này, cái thứ hai cho các bạn xem nhá.
xong cái nữa này. Khi mà các bạn mà biết là cách ngọc rồi thì ngọc nó cũng nhanh thôi chứ không lâu đâu. Bạn cứ để cái xương ngược lên phần trên và mình đi dao ở dưới cái xương và mình đi ngược con dao lên một chút để cho nó sát cái xương là được. Hy vọng là các bạn xem cái video của mình thì lúc mà các bạn có chân vịt muốn nọc xương thì các bạn áp dụng làm sao cho nó nhanh nhất, hiệu quả nhất. Bình thường cái chân vịt này ấy, nếu như mà các bạn không nọc xương mà các bạn cứ để cả cái các bạn làm các món nộm hoặc là làm luộc lên thì ăn thì nó không có thịt. Đấy. Nhà nó rất là khó để mình gặm thịt, nó không như chân gà to, không như chân gà công nghiệp. Đấy. Nhưng mà khi mà các bạn nọc được như thế này thì mình ăn như này, mình có bỏ hết xương rồi thì ăn rất là dễ, rất là ngon. Đấy. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.